Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, kế thừa truyền thống y học cổ truyền để lại, tôi là bác sĩ lương y Đỗ Nguyễn Thiều, truyền nhân đời thứ 19, dòng họ Nguyễn Bá, đã thành lập kênh YouTube Dr. Đỗ Nguyễn Thiều Official. Với mong muốn đem những bài thuốc quý của dân tộc tới với nhiều người, mang hạnh phúc, niềm vui, sức khỏe tới cho mọi nhà. Bí quyết của bộ tộc xinh đẹp và sống lâu nhất thế giới. Người Hunza sống ở thung lũng thuộc vùng núi Himalaya phía bắc Pakistan, ở độ cao trên 3.000 mét so với mực nước biển, ở một khu vực khá biệt lập với thế giới. Người dân trong bộ tộc Hunza có những bí quyết riêng để sống thọ và khỏe mạnh. Cả năm ở đây hầu như là không có mưa. Do đó khí hậu của nơi này là kiểu khí hậu sa mạc lạnh. Nhiệt độ bình thường của vùng này là 11 độ C. Cũng như lượng mưa hàng năm là 125 mm. Tháng 11 là tháng khô hạn nhất, do lượng mưa chỉ có 2 mm, trong khi tháng 5 được xem là tháng có lượng mưa cao nhất với lượng mưa là 29 mm. Tháng 7 là tháng có nhiệt độ cao nhất với nhiệt độ là 30,2 độ C. Còn tháng lạnh nhất là tháng Giêng với nhiệt độ là 1,4 độ C. Người dân ở một bộ tộc thuộc dãy Himalaya này được cho là những người khỏe mạnh, sống lâu và hạnh phúc nhất thế giới. Bộ tộc này cũng nổi tiếng vì có những người phụ nữ với nhan sắc tự nhiên đẹp nhất thế giới. Nhiều người sống đến 120 hoặc thậm chí 145 tuổi mà vẫn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn. Còn phụ nữ trong bộ tộc dù đã quá 60 tuổi vẫn đủ sức để có thể sinh con. Họ là cộng đồng người Hunza sinh sống trên các dãy núi ở phía bắc Pakistan. Kể từ khi bộ lạc được công nhận có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới, có nhiều nghiên cứu được thực hiện để tìm ra nguyên nhân vì sao phụ nữ nói riêng và dân cư của bộ tộc này lại đẹp và khỏe mạnh đến vậy. Và những bí mật dần được khám phá từ lối sống, thói quen sinh hoạt hàng ngày của họ. Thay vì sống để ăn thì họ ăn để sống. Người Hunza chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày, và buổi sáng họ sẽ có 1 bữa thịnh soạn, và vào cuối ngày họ sẽ ăn bữa còn lại. Có 2 lý do để chúng ta thấy việc ăn ít chỉ 2 bữa mỗi ngày của họ là tốt cho nhan sắc và sức khỏe. Lý do thứ nhất, ăn ít và tiêu thụ thực phẩm lành mạnh trong giới hạn cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa của bạn. Cơ thể bạn sẽ có đủ năng lượng và các nguồn lực để chống lại các gốc tự do. Lý do thứ hai, ăn ít thì năng lượng của bạn sẽ được tiêu hao ít hơn vào việc tiêu hóa thức ăn và đào thải khi bạn tiêu thụ thực phẩm lành mạnh. Từ đó
cơ thể bạn sẽ có đủ nguồn lực và sức mạnh để phục hồi và sửa chữa các tế bào bị tổn thương mà không cần đến bác sĩ. Tờ Independent của Anh mới đây cũng đăng tải chi tiết một nghiên cứu chuyên sâu của các chuyên gia ở Đại học London, UOA là đấy, chứng minh rằng khi cơ thể đói nhẹ thường có hệ miễn dịch tốt hơn, giúp kháng lại những điều kiện bất lợi của môi trường, hạn chế bệnh tật và lão hóa. Ăn chay, 99% người dân ở đây ăn chay. Thực phẩm là đồ tự nhiên như là trái cây, rau quả, ngũ cốc, sữa, phô mai. Các món đều là đồ sạch, không có hóa chất. Điều này được xem như hiển nhiên. Chuyên gia sắc đẹp luôn khuyên chị em phụ nữ nên ăn nhiều trái cây, rau quả để có một làn da khỏe đẹp, mịn màng. Thậm chí, nhiều phát hiện cho thấy người ăn chay thường xuyên sẽ không lo ngại đến vấn đề da liễu như rạn da hay là da khô, vì trong thực phẩm chay cung cấp cho làn da rất nhiều vitamin. Ăn chay thường xuyên, da sẽ sáng hơn vì những dưỡng chất trong thực phẩm chay giúp sáng sâu từ bên trong và đàn hồi khỏe mạnh. Khi ăn chay đồng nghĩa với việc bạn đưa vào cơ thể một hàm lượng lớn trái cây, rau củ và các loại thảo mộc. Những loại thực phẩm này có tác dụng loại trừ chất có hại ra khỏi gan, ruột, thận và các bắp cơ. Nó cũng có khả năng làm liền sẹo, trẻ hóa các tế bào, phục hồi làn da bị tổn thương. Hơn nữa, thực phẩm chay chứa rất nhiều vitamin và chất xơ. Đây chính là thần dược dành riêng cho những tế bào da của bạn. Vì thế, những người phụ nữ có thói quen ăn chay thường sở hữu một làn da rất mịn màng, hồng hào và tươi trẻ. Cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.